Chào mừng các chị các bạn đã khóa học English Idioms in Use ở trình độ nâng cao anh chị các bạn. Chúng ta học bài 28 Crime and punishment các bạn ha, tội ác và hình phạt các bạn, punishment, crime and punishment các bạn, crime and punishment. Nói về tội ác trước ha, Carlos and Ace đang nói về một tội ác tại nơi làm việc, đọc cuộc trò chuyện và lưu ý các thành ngữ dưới đây các bạn chị ha. Tất cả thành ngữ họ sử dụng đều là không, nó gọi là không trang trọng các bạn ha. I never have dreamed band was on the fiddle with you. I was on the fiddle with you. Thành ngữ này có nghĩa was on the fiddle là you were getting money in an illegal or dishonest way. Illegal là gì? Phạm pháp và tiền không trung thực các bạn ha. Nhận tiền bằng cách mà trong cách hạ phạm pháp và không trung thực như là thì mình có thể chữ on the fiddle các bạn, on the fiddle các bạn có cha đây nè, someone who is stealing money from work is on the fiddle các bạn ha, especially if they are doing it by fraud các bạn ha. Thì chữ fiddle này bạn có cha này, chữ fiddle này có nghĩa là gì cũng được vậy ha. Đây, fit us on fiddle, khỏe như bạn, rất sung sức ha. On the fiddle các sẽ xuất hiện ở đây, vớ vẫn lừa bịp gì đúng rồi nè. On the fiddle các bạn, đây face không cho on the fiddle đây không có ha các bạn. Face as long as a fiddle, mặc buồn vậy thường thường lắm ha, fiddle. Được chưa? Thì mình nghĩ tương tự nó vậy được rồi các bạn ha. Thì chúng ta well no, I knew money was going missing. Tôi biết là tiền nó mất đó, tôi biết là tiền sẽ thiếu nhưng but I never thought it would be an inside job. Tôi chưa bao giờ nghĩ đó là gì đây các bạn, gì đây, a crime committed by someone from within the organization affected. Nó không phải là cái tội mà bị bắt giữ bởi một ai đó trong cái tổ chức của mình ha, gọi là ảnh hưởng cái tổ chức của mình ha các bạn. Không phải là trong nhà mình lấy tiền, ý là gì ha. Ben seems so honest. Ben thì dường như là trung thực đúng không? Yet he had his hand in the till on the time. Ben có vẻ trung thực như vậy nhưng mà anh đã có mà has his hand in the till on the time. Câu số 3 này có nghĩa là gì? Was stealing the business money, đã chậm lấy tiền của kinh doanh hay tiền của công ty hay các bạn chị. Thế là, yeah, he pulled the wool over everyone's eyes. Người ta đã gì? Deceived everyone, đã gọi là lừa dối ha. Lừa dối các bạn, deceive everyone. Mình dịch cho deceiver là lừa dối, đánh lừa, lừa gạt ha, lừa đảo các bạn chị. Deceive oneself, làm thất vọng ngoài đó. Thế thì chúng ta dùng từ cái thành ngữ này nó tương đương là gì các bạn ha? Đây, pull the wool over everyone's eyes. Các bạn dịch tương đương gì thì nó cũng hay. Thì the wool over the everyone's eyes chắc là sẽ không có tìm này hiện lên. Tại vì sao nó khó ha. Tiếp theo chúng ta I can't believe he was taking us all for a ride. Số 5 có nghĩa là tricking us, tức là đã lừa một lừa chúng ta ha, đó gọi là cũng đồng nghĩa là chữ trick này, cái là lừa ha, lừa bọn bịp bợm chúng ta ha, trick ha. Các bạn thấy động từ nó là gì đây, lừa, đánh lừa, lừa gạt là trick someone into doing something. Lừa ai đó khiến người đó phải làm gì đó các bạn ha. Taking us on for a ride các bạn ha. He was so strict with us nè. And yet he was lining his own pocket nè, in his own pocket the whole time. Thì số 6 này có nghĩa là các bạn biết không, was making money for himself in a this honest way. Là kiếm tiền cho chính anh ta bằng cái cách là không trung thực các bạn ha.
Đó, cho nên mình dịch cái từng này nó tương đương với cái này là was lining his own pockets. Các bạn, cái câu thành ngữ này có tương đương với đây, tương đương với từ này. Đó. The whole time các bạn ha. He said Jay when he was falling when he was found selling things under the counter last year. Anh ta đã sa thải Jay khi anh ta phát hiện rằng bán mọi thứ dưới under the counter. Under counter là gì các bạn biết không? Số 7 đây nè. Secretly illegally là một cái phạm pháp các bạn, illegally. Đó ý là gì? Bí mật last year này, selling thing under the counter last year. I know. And now Ben has done a runners. Số 5 này nghĩa là gì các bạn biết không? Này số này qua số năm là số 5 này là số 6. Qua số 7 là số 10 chứ. Này số 8 này ha. He's done a runners, tương đương run away to avoid a difficult situation. Đã trốn chạy ha, để tránh kinh, đã trốn đi, tránh cái tại trạng thái là cái tình trạng là khó khăn các bạn ha, tình huống khó khăn. Thì mình có thể tra từ này done a runners, các bạn hay coi nó ra không ha. Từ điển nó ra thì mình chịu thôi các bạn chị ha. Mình học cái tương đương với nghĩa đây các chị các bạn ha. Runners. Runners. Đây. Runners. Drug runners là người buôn lậu ma túy các bạn ha. A long distance runner, cầu thủ chạy cự ly dài luôn ha. A long distance runner. Rồi. Thế thì chúng ta học phần dưới ha, phần dưới đây. Punishment. Today with light you to tell us what you think about the police and punishment in today's world. Is the long arm of the law doing a good job? Hôm nay chúng tôi muốn cho bạn biết suy nghĩ của một người cảnh sát và hình phạt trong thế giới ngày nay. Cái là cánh tay dài của luật có đang làm tốt công việc của mình hay không? Thì các bạn hãy thấy đây số 1 cái định nghĩa nè. Đó, các bạn thấy là từ tương đương của nó các bạn ha. Đây là từ này. The long arm of the law tương đương với the police các bạn, the police các bạn ha. Cho thấy người có quyền hạn sâu rộng nè. Thứ hai các bạn nói gì đây? Số 2 đây. Đây số 2 các bạn đây. They're too quick to throw the book at people các bạn, đó là trừng phạt một người đó một cách nghiêm khắc là throw the book at the people. Why should someone do a stretch for a minor offense. Tại sao vậy? Tại sao ai đó thực hiện một cái là một bài số 3 là nghĩa gì các bạn? Do a stretch có bản án tù nè, không chính thức có bản án tù hà. Why should someone do a stretch for a minor offense? Tại sao bị bản án tù khi có làm một cái việc nhỏ các bạn ha, một gọi là một vi phạm nhỏ ha. Doing time just makes people more likely to commit another crime when they released. Doing time nè, doing time là số 4 là nghĩa là dành thời gian trong tù đi. Doing time để làm cho mọi người làm cho mọi người gì, làm cho mọi người, khiến cho mọi người có nhiều khả năng phạm tội hơn khác khi họ được thả ra các bạn tức là mình học được với cái tội lỗi khác á. Doing time just makes people more likely to commit another crime when they're released. Thứ hai trong số vô mình đọc đấy. I think young offenders should always be brought to the book. Be brought to the book nè. Số 5 nè các bạn. Thì là bị gì? Bị trừng phạt hoài luôn ha. A short sharp shock. Có nghĩa là gì? Số 6 là một hình phạt ngắn gọn nghiêm khắc các bạn ha. A short sharp shock would keep them on the straight and narrow in the future. On the straight and narrow. Số 7 nè các bạn ha. Cái sự một cách trung thực và đạo đức nè các bạn ha. In the future. Làm cho họ, giữ cho họ trở thành sư hữu, cư xử một cách trung thực trong tương lai.
Thế hay chúng ta ở đây thấy có gì đây? The boys in blues should recruit more reformed criminals. There's nothing more effective than a brother turned gamekeeper. Các bạn ha, nói chung là nó cũng tương đương như các bạn ha, 8 số 9 nè. The boys in blues là chính là cảnh sát các bạn. The boys in blues should recruit more reformed criminals. Tiếp tục là tuyển dụng nhiều hơn nữa những cái tội phạm được cải thiện cải cách. There's nothing more effective than a brother turned gamekeeper. Trở thành một người có công việc liên quan đến việc chống lại loại người mà họ đã từng làm ha. Nói chung là cũng khó các bạn. Gamekeeper, brother turned gamekeeper các bạn. Thì chúng ta có thể tra từ đề ra đây. Người săn trộm nè, người xâm phạm quyền lợi của người khác các bạn. Đọc là poacher. Poacher turn gamekeeper. Poacher. Turn gamekeeper, gamekeeper, poacher. Biến thành những cái người canh rừng không cho săn thú trộm nữa các bạn. Gamekeeper. Game warden và gamekeeper, game warden, gamekeeper các bạn ha, anh chị ha. Rồi. Cảm ơn anh chị các bạn đã theo dõi video ạ.